Xin chào các bạn mình, là Súp ở Việt Nam. Hôm nay mình giúp ông, bạn mình thức tỉnh, dung nham. Được rồi, bắt đầu nào. Thức tỉnh dung nham mà phải nhờ hai thằng Phật. Video kết thúc tại đây. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video sau này nhé.